Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tại điểm cầu Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng tham dự. Trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo những dấu ấn nổi bật. Toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng chống dịch COVID-19. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời chủ động tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2021, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022. Ngành tuyên giáo cần tổ chức thực hiện tốt kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị, quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí xuất bản, văn hóa nghệ thuật và dư luận xã hội.